Xin chào tất cả mọi người đến với kênh công của Nhật Gia Rẻ ha. Hiện nay mình cũng gom một số dao còn sót lại thì mình gom mình quay cái video ha. Hôm gài thì tình hình dao cũng trên hàng bãi Việt Nam là hình như nó muốn hết luôn rồi, nên chỉ còn một vài nơi thì cũng còn thôi, số ít thôi. Thì mọi người tranh thủ mua ha, bởi vì mình đoán là một thời gian nữa là nó sẽ không còn đâu. Tại bây giờ ai cũng có xài, chứ không phải chỉ Việt Nam mà các nước đều xài ha. Mà hàng thì nó lên rất là cao, và hàng kiếm được hàng xịn thì bây giờ giống như là củ quý luôn vậy đó. Mấy cái dòng mà thép xanh rồi ha, thép bạc rồi ha, bây giờ rất là hiếm ha. Mà có thì giá cũng rất là cao. Thì ở đây nay mình giới thiệu mọi người là cũng số ít thôi, có mười mấy mã ha, với ít dầu mới ha. Thì mấy cái mã mình là chỉ có cái mã này là mã này nè, là mình chưa có bài thôi, còn bao nhiêu là mình mài hết rồi ha. Còn một con Mizuno mới, cây mới, mấy này mình mua có số lượng ha, bây giờ mình còn ha. Rồi thì giờ mình sẽ vô cái mã đầu tiên ha. Cũng sẽ chuẩn bị giấy mình test cho mọi người. Thì cái video mình đây là video 70 nha. Video 70. Thì những cái hàng của mình thì mình đã bao gồm phí vận chuyển ha. Bao gồm phí vận chuyển ha. Thì các bạn nhớ chốt thì chốt đúng cái mã. Ví dụ như đây là 70-1 nè. Con này là một cây xanh ha. Một con xanh, xanh này là VG10 nha. VG10 ha. Và ba lớp ốp không rỉ, lỗ VG10 cán là cán nhựa ha, cán nhựa. Nó rất là bóng luôn, nó bóng, nó thấy cái máy quay của mình luôn á. Con này thiếu cái hộp thôi ha, bên này mình bán 750 nha. Đó, chiều dài lưỡi là 200, bản 45, dài 1 ly 9 ha. 1 ly 9, 2 ly là cái số lượng, số cái số độ dày là nó khá tốt rồi ha. Còn nếu trên nữa thì chỉ có dài trên 200 thì nó mới dày trên 2 ly thôi. Chữ nghĩa rõ ràng ha. Chữ nghĩa rõ ràng. Nó VG10 ha. Không biết các bạn thấy được chữ VG10 không à. Đó. Cây xanh ha. Con này thì giá mới, nó giá hộp mới khoảng 1.9-2 triệu ha. Mình có cái hộp thì tại vì con này mình phải bán khoảng 1.2-1.3, mình không có hộp thì mình bán 850-750 ha. Hôm nay thì trời nó nóng, mình có cái quạt nó kêu hơi khó chịu một tí ha. Đây mình test nha. Nói chung mấy con này khỏi test cũng được, bởi vì nó hàng quá mới. Đó, bạn thấy không? Số 1 ha, 70-1, 750. Con này thì cái dân của nó là đây nè. Con này thì quá đẹp rồi, mình khỏi nói nhiều ha. VG10 ha. Để xa còn thấy. Tiếp theo là một con vân búa ha. Ốp không rỉ, lỗ này là cũng VG Max hoặc là XG2 ha. Tại vì nó bán, con này bán cực kỳ mà nó cứng nữa. Có con vân búa nè. Đó, vân búa màu dạng vân búa bự, vân thủ công đó nha. Độ dày nó là tới 3 ly 1 lận ha. Độ dày 3 ly 1 ha. VG Max hoặc là XG2 á. Ốp không rỉ, lõi không rỉ nha. Cán gỗ nè. Cái đường Harmon nó còn, mình không có nhúng nè. Mình không có xài quá chất, bởi vì mình nếu mà các bạn mua về thì các bạn yêu thích, các bạn chúng ta xì ba nó thêm ha. Chiều dài lưỡi là 1.70, bản 44, dày 3 ly 1, mình bán 650 nha.
nó có cái chữ này nè, NC45 là gì mình chưa có hiểu rõ. Nó cán thì cán gỗ thôi, cán gỗ này mình cũng chưa có chà nhiều, gỗ bắc ca nha, gỗ thịt, gỗ chết luôn á. Đó. Đó, nhẹ nhàng không? Rồi 70 × 2 = 650 nha. Một con ba lớp ốp không rỉ thì lỗi là không rỉ luôn, và lỗi không rỉ dạng cao cấp nha. VG Max hoặc là XG2 gì đó. 70 × 3 mình bán 400 nha. Một con Gyuto. Con này là Santoku chứ không phải Gyuto, nó cái lưỡi dán lưỡi này là Santoku nha. Chiều dài lưỡi là 200, bản là 48, dày 23 nha, rất là dày nha. Con này thì nó nằm chung với cái đám có rỉ rồi nó bị nhầm xét ngay chỗ này nha, chứ không phải là nó là hàng không rỉ nha, chứ không phải nó có rỉ đâu. Nó hàng không rỉ, cán gỗ bắc ca rất là đẹp luôn ha. Khâu là đúc luôn, dính liền với lưỡi ha. Đó. Chiều dài lưỡi 200, bản 48, dày 23 mình bán 400.000 nha. 70 × 3 nha. 70 là cái video á. Đó. Đó. Thấy không? Bản 48 là cũng khá dày ha, chữ nó là chữ in nha. Chữ in dòng dòng hàng xanh này á, chữ còn in nha các bạn, chứ đừng có nói là khắc laser nha. Mình nói là khắc laser mới là khắc gọi là gì? Khắc thủ công mới là cao cấp, không phải nha. Hàng xanh nó vẫn là chữ in bình thường thôi ha. Chữ in thì mình vệ sinh nó rất dễ bay, bởi vậy mấy cái hàng xanh là không bao giờ, với mấy thằng cai mình ít khi nào dám vệ sinh hết. Mình nói để cho một số bác hiểu ha. Miễn sao là chữ nó là chữ Nhật và nó nằm ở trên này, nó vẫn còn cái vết hằn này. Các bạn đưa vô đây nè, đưa vô đây nè, đưa cái tay vô đây nè, vẫn còn in trong này nha. Đó, nó dày, nó khắc dày vô đó chứ không phải không đâu nha. Tại nó bay cái mực rồi ha. Cái này gọi là, nếu vậy là cái này cũng gọi là thắt thủ công được nè. Đó, bây giờ mình giờ kỹ lại nè, mình thấy nè ha. Đó, mọi người coi, mọi người cảm nhận nha, để mình biết nha. Không không sờ được thì nghe qua lời nói mình thì mình cũng hiểu ha. Đó, nó nằm, nó được khắc chìm xuống đó, chứ không phải là vẽ đâu ha. Mọi người mua xong ha, mọi người chê của con này ha. Hàng này bán rồi mà quay về nè. Ủa này test rồi, khỏi test nữa. 70 × 4 ha, 320k một con là bán rỉ ha. Con này rồi có khả năng là tôi nói là HAB đó. Chữ hai mặt chữ nè. Bên đây một mặt chữ, bên đây một. À con này một mặt chữ, con kia hai mặt chữ. Nhầm. Chiều dài lưỡi ha. 180 bản 43 mà dày 23 nha. Mình bán 320k nha. 23. Hàng thủ công nha. Tay cầm là nó có cái ốp chống dính nè. Ốp chống trượt chứ, xin lỗi. Đó. Con lưỡi thì quá đẹp rồi ha, mình mài thì các bạn khỏi cần xem cái mặt lưỡi nó ra làm sao ha. Nếu mà mặt lưỡi mà nó sòn thì không thể nào test giấy được ha. Đó. Không thể nào test giấy được đâu. Cho mọi người thấy ha. Đó. Rồi con 70 × 4 320k nha. Mình đã giảm rồi đó nha. Bữa nay mình giảm rồi. 70 × 5 ha. Con này là chiều dài 190 bản 44 dày 2.6 ha. Con này là một cái con là không phải Gyuto cũng không phải Santoku luôn, mà nó làm cái dạng như là thằng đề ba, Hoshi đề ba của thằng châu Âu gì đó. Cán gỗ bắc ca khích dịch ha. Chiều dài lưỡi là 190 nha, bản 44 dày 2.6 trong này ha. Ba lớp nha, ba lớp mà nó dạng giá làm giống như mấy thằng cai đó, ba lớp nửa con chứ không phải là ba lớp là nguyên lên tới sống lưng ha. Mình bán 370k ha. Yeah.
70/5 370k một con mực còn in nha, một con dạng như là vừa lai giữa, mình có thể nói là đều ba đi ha, lai đều ba với lại là ghiêu tô. 70/6 là một con ba lớp ốp không rỉ, lõi là carbon. Chữ đây ha, lỗ carbon nha. Chiều dài 175, bản 45, dày 1 ly 95, cái như ly 2 nha, mình bán 350 nha. Khâu dính liền nha. Nè, lên tới sống lưng luôn. Lên tới sống lưng luôn không? Ba lớp lên tới sống lưng luôn. Trời ơi nó ngọt. Carbon mà ha. Carbon thì nó bén cực kỳ. Rồi. Nhiêu đó là hết giao lẻ ha, mình gom combo mình bán cho nó nhanh ha. Hai con này 400k. Ha, mẫu số 3 mã số 7 nha. Số 7 nha. Đó số 7. Đó. 70/7 là hai con. 400k. Chiều dài lưỡi con này 180, bản 45, dạy 2 ly 1. Con này mình đánh dấu số 1, con số 2 nè. 175 x 47 x 1 ly 8. Con này là nguyên khối nha, hai con này nguyên khối hết. Con này của Kai nha, mắt in the band đàng hoàng nha. Bạn ở ngoài thì bạn dễ thấy hơn. Con này thì của gì, của dòng Serica vậy nè, Z and ST vậy nè, Super Zero gì, mình không chưa có tra con này nên không ở trong mình tra ha. Hai con này mình bán có 400k bao ship nha. Mình đã mài bán hết rồi ha. Một con ha. Hai con ha. Rồi. Số 7 nha. 70/7 400 ha. Các bạn chốt các bạn nhớ chốt, nhớ chụp hình càng tốt ha. Mình có xài Zalo đàng hoàng chứ không có phải là không xài Zalo Facebook ha. Dễ tương tác lắm ha, thân thiện với mọi người. Rồi, tiếp theo là mình 70/8 là hai con ha. Một con này là nguyên khối nha. Kikusua VG1 đàng hoàng nha, VG1 nè. Đó, VG1 nha. Chiều dài lưỡi 178, bản 46, dày 2 ly 2 ha. Mình đánh dấu con số 1, con số 2 nè. 165 x 48 x 1 ly 9. Con này là của hàng Đức một người nha. Con này còn đẹp nha. Hai con này 500 nha, một con VG1 và một con thép molybdenum vanadium nguyên khối nha. Đó. Của Đức nha, một người nha. Đó. Thì con hai con này mình cũng sẽ test luôn nha. Chiều dài 165, bản 49, dày 1 ly 9, bản 48. Con này là chiều dài 178, bản 46, dày 2 ly 2 ha, cũng khá dày ha, cán đẹp nha, con này thì khỏi chê à. Đó. Rồi, combo này ha. Combo số... cầm lên đi. Combo số 8 nha. Combo số 7, combo số 8. 500k nha, 500k. Rồi combo số 9. 500k luôn. Gồm hai con ha, hai con ba lớp nha. Hai con ba lớp, một con là chiều dài 180, bản 46, 1 ly 8 ha. Con này là thép cũng bán rỉ luôn nè. Nó không có rỉ nhiều ha, nó nâu nâu xám xám, hai mặt chữ ha.
đây DB, bên đây một chữ nữa nè, đây một mặt chữ nữa ha. Đó. Chán gỗ nè, không có hở nha, có gì mình sẽ báo ha. Chiều dài lớn 180, bản 46 là bản đủ đó. Con này là bản mà dán, cái dán con này rất là lạ, nó vừa Gyuto mà vừa Santoku, ba lớp lên tới sống lưng luôn. Con này cũng lên tới sống lưng luôn, ba lớp nè. Này VG nè, con này là bán rỉ, còn con này là VG nha. Đó, cũng hai mặt chữ ha, con này cũng hai mặt chữ luôn. Đó, ba lớp áp không rỉ, lỗi VG một con thì lỗi bán rỉ. Mình test luôn nha. Đó. Rồi số 9 ha. Combo số 9 500k 70 gạch 9. 500k nha. Gạch 10. 300k. Gồm hai con, một con cai, một con là thủ công không rỉ nguyên cây, con này cũng không rỉ nguyên cây nha. Hai con này thì con này chiều dài lưỡi nó là 169, bản là 48, cán nhựa khâu kim loại ha. Con này là chiều dài lưỡi là 165, bản là 46, dày cũng khoảng ly 6 ha. Hai con này ha, lấy giấy mình test nha, test con này trước ha. Đó. Rồi 70 gạch 10 ha, 300k. Bảy mươi gạch mười một ha. Là ba con ha, con này 70 gạch 1 là 250 nha. Con này thì chiều dài lưỡi nó là 169 nè, bản là 48, dày cũng khoảng ly 7 ha. Con thứ hai là một con đứt nha, chiều dài lưỡi là 179, bản là 42, dày cũng khoảng ly 8. Con thứ ba là một con chống dính tay phải, chiều dài lưỡi là 180, bản là 42, dày cũng khoảng ly 6. Ba con 250 nha. Ba con 250. 11 ha. 70 gạch 11. Là 6 con 300. Đầu tiên là một con đề ba ha, thép không rỉ nguyên cây, cán nhựa nha. Đề ba
chiều dài lưỡi nó là 155, bản là 47, 46, gần 47, dài khoảng 2 ly ha. Con thứ hai là một con ghi Santoku, chiều dài lưỡi 178, bản là 47, gần 47, dày này khoảng 2 ly, gần 3 ly luôn á. Con này dày nha. Con thứ ba là một con chống dính, chiều dài lưỡi 160, 158 à, bản là 41, bản 41, chiều dài khoảng ly 3. Mấy con này mỏng nha. Con này cũng vậy. Con này chiều dài lưỡi là 140, bản là 38, dài khoảng ly. Con này thì chiều dài lưỡi là 200, bản là 43, dài khoảng ly 6, ly 7. Con thứ tư, con thứ sáu, chiều dài lưỡi là 168, bản 46, dài khoảng ly 6. Mình test hết nha. Đó. Con này, mấy con này thì nói chung là mình mài cũng chưa có tới nó ngọt. Mấy con kia do cái hàng giá rẻ thì mình mài nó cũng nhanh ha, chứ mà mình bỏ công mình sức mình mài thì nó cũng không ấy ha. Các bạn về các bạn mài thêm ha. Có người mua về thì sẽ rất là thích mài. Nói chung là giấy dao mà tết giấy như vậy là mình các bạn xài vô tư rồi. Tết lại con này với tờ giấy mới này coi. Đó. Mình test tiết kiệm giấy nha. Vậy mà cũng không tiết kiệm nổi. Mấy con này thì cái mép nó dày ha, mài nó đã lắm. Con này dày tới 3 ly. Chống dính nữa nè, chữ đây nha. Rồi nguyên 4-6 con này ha, 300, cái như 50.000 con đó. Mình đã có ship chủng nha. Bạn thấy mắc hay rẻ về ra bãi mua coi nhiêu tiền. Về mình cho người thân mình lập hội nhóm chơi giao nhật rồi ha, cùng với đam mê ha. Rồi con này là 12, 70-12, 300. Bảy mươi gạch 13 cũng 300 luôn, cũng 6 cây luôn ha. Con này thì mất chữ, chữ nó bên đây vệ sinh mất rồi, chữ in các bạn. Chiều dài lưỡi là 165, bản là 40, gần 44, dài khoảng ly 6. Con thứ hai là 175, bản là 42. Con này dán Kyoto thì bản không có bự ha, dày cũng khoảng ly 6. Con thứ ba là con Santoku cũng bay chữ rồi, chiều dài lưỡi là 167, bản là 47, dày khoảng ly 6. Con thứ tư là một con ốp ceramic, chiều dài lưỡi là 155, bản là 48, dày khoảng 1-2 ly hơn. Con này dày nha, chữ đây ha. Con thứ năm là một con ốp ceramic luôn, con này cán nó hơi bị nứt chút xíu nhưng mà nó bén dữ lắm, chiều dài lưỡi 180 ha. Con này Kyoto, bản nó 41 à, dán Kyoto thì nó không có quản không to được. Con này chiều dài là 180,
bảng là 41, dày cũng khoảng ly 3, ly rử à. Con này ốp ceramic ha, con này ốp ceramic, con này cũng ceramic ha. Mình đã mài bén hết rồi ha. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con. Rồi 6 con ha. 300 nha. Bảy mươi gạch 13 ha. 6 con của 70 gạch 13 này 300. Bảy mươi gạch 14 cũng 6 con luôn ha, 300 luôn ha. Con này các bạn mua nó giống như là nó còn rẻ, kiểu như tương đương với mấy dầu chợ dầu Thái Lan á, ngoài chợ ha, mà nó thì tép thép rồi nó ngon hơn nhiều. Thép Nhật đồ không à, thép không rỉ nhưng mà của Nhật với của Thái Lan nó khác nhau nha. Đây con này là dáng của hàng sashimi nè, không rỉ nguyên cây ha, chiều dài lưỡi là 200, bảng là 28 ha, dày khoảng ly rưỡi. Con này chiều dài lưỡi nó là 170, bảng là 32 ha, dày khoảng ly 6 ly 7. Con này cán hư nha. Con này của Galaxy á, nhìn biết biết ha. Con này nó có chữ đây, mình cũng vệ sinh nó bay rồi. Con này cán nhựa nha, con này mài một mặt tay phải chống dính bên đây luôn. Chiều dài này là 185, bảng 47, dày cũng khoảng ly 6. Con này thì chữ cũng bay luôn rồi. Mấy con này toàn là chữ bay là do mình vệ sinh. Chiều dài lưỡi là 167, bảng là 44, dày khoảng ly 6. Nó vệ sinh nó in mực không à. Mấy con này cũng bay chữ chơi nè. Chiều dài lưỡi là 168, bảng 49, 48, dày khoảng ly 6. Con cuối cùng này cũng chống dính ha, cũng ta phải luôn. Chiều dài lưỡi là 168, bảng 46, dày khoảng 2 ly. Con này dày nha, cán gỗ nha, khá dày. Con này khá dày ha. Đang quay hết dung lượng ha. Đó, mình test ha. Con này thì mình cũng mài cũng chưa có được sắc sảo lắm. Đó. Cái con nào bán thì mình test một cái một thôi. Đó. Hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con ha. Rồi bảy mươi gạch 14, 300 ha. Bảy mươi gạch 15, 250k.
con này là bốn con nha, cái này có bốn con ha. Thì con này là chiều dài lưỡi là 169 bản 46. Con này là ngon nhất đây nè, con này là con này mà cái lưỡi nó bị nha, bị cấn nè, mình mà cấn chứ phải nói nha, nó xấu mà mình mới bán thờ bán lẻ con này rồi. Ở trên này nó không sao nha, mà khứa này dưới này nó bị vẫn sắc được đàng hoàng nha. Chị về lưỡi là 210 luôn á, bản 42 ha, về khoảng 2 ly hơn. Con thứ tư, con thứ ba là con này mất chữ nha, về lưỡi là 185 bản 43, dày cũng khoảng ly 6. Con thứ tư, con này là thứ tư nha, chiều dài 160 chữ đây nha, chữ này còn nha, mình cố giữ lại bản 44, dày khoảng ly rưỡi. Rồi mình test ha. Con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba, đó con này là nó bị nó không, trong này nè, trong này cắt vẫn được nha, đó nó bị dạng như là nó bị đè lưỡi á, chứ nó không phải bị mẻ. Đó rồi, bốn con 250 nha, 60.000 con. Có con này là em nhất mà mình cũng bị gì hơi bị tiếc, chứ con đó mình bán lẻ, con này bán lẻ không là cũng 200 mà giờ nó bị vậy thôi bán combo luôn, cán gỗ đàng hoàng, cán gỗ đẹp luôn. Con này đã xuất thị trường Mỹ nè, con này nó có chữ nè, nó xuất thị trường Mỹ á. Rồi 70-15 250. Rồi nguyên cái đống này 400k. Dao này vừa dao chưa vệ sinh hoặc là dao bị hỏng ha. Để mình đếm mấy con nha. Này là 4 con nè. Này chiều dài lưỡi 160 này, con này titan nè. Bản 43. Con thứ hai chiều dài lưỡi là 160 bản 44. Con thứ ba là chiều dài lưỡi có chữ luôn nha. Con này chiều dài lưỡi là 180 bản 27. Con thứ tư là chiều dài lưỡi là 180 chữ nha, bản là 44, về cũng khoảng ly rưỡi. Bốn con rồi phải không? Đây ba con nè. Con này chiều dài lưỡi là 165 bản 45. Này ba con này nó là 7 nha. Con này chiều dài là 4, bề ngang là 4, rồi bản 4, dài là 170. 6 con nè. Chiều dài lưỡi 180 bản 44, 43. Con này chữ bên đây nha, cán gỗ nha. Con này thì chữ bên đây ha, con này thì ba chữ, nó này là 7 con nè. Rồi bên đây là la dao hỏng, thì có mấy con dao hỏng thôi, có hai con này không hỏng nè. Con này là Galaxy ha, chiều dài lưỡi là 160 bản là 45. Con này ba lớp nè, ốp không rỉ lỗi gì, dán gì Kawasaki gì đó, chiều dài lưỡi 170 bản 44, ba lớp tới sông lưng luôn. 7, 8, 9 rồi phải không? Này là 10 nè,
con này chỉ già lưỡi là 170, con này là thép carbon nha, thép carbon đen đó. Con này của Kia luôn nè, không biết phải Kia không nữa. Chiều dài lưỡi là 178, bảng là 45. Các bạn giờ thay cá nha, đánh bóng ra lần này con này là ngon nhất luôn. Rồi hai con này thì một con này nít cái cán, chiều dài lưỡi 160, bảng 4. Con này là chiều dài lưỡi là 160, bảng 39 ha. Mấy con này thì con này nứt cán, con này thì không sao ha. Rồi 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12 con nha, 400 ha. Chưa tới 40.000 con mà có mình bao ship luôn. Cái này là 16 nha, cái bộ là 16 nha, nhớ nha, 70-16. Rồi hết ha, tới dòng mới ha. Dòng mới thì mình có con này, con này chiều dài lưỡi 195, bảng 95, dày 4 ly ha, ra đây cũng khoảng 3 ly ha. Con này mình giờ mình bớt cho các bạn luôn nè, còn 900k bao ship nè, bán thu hồi vốn luôn á. Bán 900 luôn ha, 900k. Nó cân nặng là 405g nha, 405g. Con này là 3 lớp nha, ốp không rỉ, lõi carbon, có hàng tô sa đàng hoàng đó, khâu kim loại ha, cán mới tinh ha, hàng này chưa sử dụng nha. Để mình lấy giấy mình xét. Đó, thấy mới tinh không? Đó. Cái phơm lưỡi thì nó hơi cong cái này vậy nè, đó. Nhìn các bạn nhìn các con thấy ha, dán lưỡi cho nó đập vậy đó. Rồi 900k ha, con này là con mà các bạn chốt là chốt con dao chặt ha, các chốt con dao chặt hoặc là bạn chụp hình ha, dao chặt 900, chặt nhẹ thôi nha, chứ ba thái băm là chính, chặt ví dụ như chặt gà, chặt vịt nhưng mà nhỏ nhỏ mà vịt chín á. Rồi tiếp theo là một con cai ba lớp, ốp không rỉ, lõi là không rỉ ha. Đó. Mình bán 950 ha, khâu đúc liền nha, vân vân mai của nó nè, đường hamon đó nè. Nó đường hamon đó ha, ba lớp nè, ba lớp nè, cán gỗ nè, bắt ca nè, khâu đúc liền ha, ốp không rỉ, lõi không rỉ. Mình bán 950, chiều dài lưỡi 165 ha, bảng nó khoảng 46-47 gì đó, dày cũng khoảng gần 2 ly. Rồi cuối cùng là một con này gọi là con Mizuno 300mm, có hộp đàng hoàng ha. Con này bán 3 triệu nha, chiều dài lưỡi là 300 ha, bảng là 6 ha, dày là 2.8 ha. Con này thì mới tinh luôn, có hộp, full hộp luôn, chưa sử dụng nha. Cán gỗ bắt ca ha, khâu đúc liền cán nha, khâu đúc liền lưỡi chứ cán nha. Chiều dài lưỡi là 300, bảng 6, 10 và dày là 2.8 ha. Mấy con này thì khỏi test cũng được, bị gì nó mới test nè. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi, con này thì quay nhiều rồi ha, mình bán 3 triệu nha, 3 triệu cho con này ha. Nó có đồ bảo vệ mũi nè, rồi có chữ của hãng nữa nè.
Hộp nó vậy luôn nha. 300ml ha. 300ml. Con này 3 triệu nha. Rồi, mình nhiêu đó thôi ha. Hôm nay mình kết thúc video đây ha. Mọi người chốt mã nào thì cho mình hay ha. Xin chào và hẹn tất cả mọi người ở video tiếp theo.